Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh xe đạp giá sỉ .vn. Em là Minh. Hôm nay em quay cho mọi người con Trinic Free One màu xanh. Xe sai bánh 700 sần nhôm 700x32. Xe sử dụng cúp đề Shimano Tunay 7 lít 3 đĩa. Mọi người cùng tìm hiểu xem là con xe này có cấu hình như nào nhé. Lớp sơn rất là đẹp, lớp sơn bóng rất là đẹp. 7 lít 3 đĩa. Ghi đầu bông tăng nhôm của hãng Trinic. Xe sử dụng thắng khung. Xe bánh rất là to, xe bánh 700x32. Toàn bộ là DJ âm sườn Trinic Free One. Rồi phía trước 3 đĩa. Cùi đề sau là 7 lít. Xe hiện tại đang được bán tại shop với giá 4.800.000. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ em số điện thoại 0706198999. Bên em giao hàng toàn quốc, free ship miễn phí. Mọi người chỉ việc nhấc máy lên và alo đặt hàng. Còn giao hàng cứ để bên em lo. Đấy, xe bánh 700x32. Bánh 700x32. Bánh lớn đi rất là bám đường, đi trong thành phố nó rất là hợp. Xe bánh 700 con Trinic này thì nó phù hợp với những người cao độ tầm 1m68 trở lên, 1m68. Để thắng đề Shimano, sử dụng thắng gôm. Tem của hãng. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0706198999. Em Minh, free ship toàn quốc. Mọi người thấy kênh hay và giá tốt thì mọi người cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Để em có động lực ra nhiều video hơn và báo những cái giá xe cập nhật cho mọi người biết. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn mọi người.